Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ review hai cái bếp dòng P, bếp P32 và P32, nhưng mà nó có hai cái loại rotor khác nhau ha. Ở đây đều là P32 nha các bạn. Đây, P32 và bên này cũng là P32 ha. Hai cái là đều giống như nhau. Thì bây giờ mình sẽ phân tích là hai cái bếp này á, là nó khác nhau ở điểm nào ha. Thì các bạn thấy đây là trên tay mình đây là có hai cái loại rotor khác nhau. Đây là một loại ha, còn dưới này là một loại khác. Đây thì nó khác nhau ở điểm là cái độ chia nước của nó là hai bên, một bên cái này là hai bên và cái kia là một bên. Đây là hai một bên này. Thì bây giờ mình sẽ bật nước lên thử xem coi thử là nó phun như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ mở van nước để cho hai cái bếp này xoay ha, và mình sẽ canh áp ở khoảng tầm mức là 1,2 kg đến 1,5 kg, thì mình sẽ chọn là giá trị 1,2 kg ha. Đây mình sẽ chọn giá trị 1,2 kg thôi. Bây giờ mình sẽ mở van ra. Đây, đồng hồ lên này nha các bạn. Đây. Ok. Cái bếp nó đã xoay rồi này. Các bạn sẽ nhìn thấy nó là hai bên nó sẽ có một cái khác nhau tí xíu. Đây. Thì đối với cái hai tia ha, thì nước nó sẽ gom hơn so với lại là một tia. Đây. Và nó cũng sẽ sương hơn. Mình sẽ quay cẩn thận các bạn xem là cái sự khác nhau. Sự khác nhau giữa hai cái dòng rotor. Rotor một bên và rotor hai bên. Như ở đây là đang làm hai bên ha. Và mình sẽ di chuyển qua một bên. Đây. Thì cái một bên nó sẽ xoay có vẻ như là nó sẽ mạnh hơn và cái hạt nó sẽ to hơn. Thì đối với cái phương án là hạt nước to như vậy thì chúng ta sẽ phù hợp hơn với việc là cái gốc. Bởi vì nếu mà chúng ta đi phân bón thì cái hạt nước nó to thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ không bị bốc hơi nhiều hơn. Đây. Và bây giờ mình sẽ làm cái phương án là mình sẽ bẻ cái gờ lên, để coi nó phun cái bán kính cùng một loại lưu lượng như nhau, thì cái độ phun xa của nó hai bếp này nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Thì ở đây mình đã bẻ gờ lên ha, mình bẻ cho nó nhậm lên như vậy. Tất nhiên là như thế này là vẫn chưa có hết mức, có nghĩa là mình phải cắt nó đi thì nó mới gọi là tối đa. Đây, bẻ cái đây là nó chưa có hoàn toàn đấy, không thôi thì mình sẽ bẻ luôn cho nó hoàn toàn đi ha, để cho nó, hoặc là mình sẽ cắt nó đi luôn. Đây thì mình đã cắt đi thì nó sẽ như thế này ha, như không còn gờ nữa. Tất nhiên các cái video trước mình đã review thì về vấn đề về cái gờ này chúng ta có thể bẻ đi bẻ lại nhiều lần, thì mình chỉ nhắc lại sơ như vậy thôi ha. Còn mình đây là mình cắt luôn để mình test thử gờ bếp như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy là cái bếp này là nó đã lấm tấm tới đây. Đấy, cái hạt nó sẽ to hơn. Và mình di chuyển qua bên cái vùng của cái bếp là bếp hai tia. Hai hướng ha. Thì các bạn thấy là cái chỗ này nó sẽ lấm tấm, nó sẽ nhìn có vẻ nó sẽ lâu ít hơn. Đấy.
vì vấn đề về chia về hai hướng cho nên nó sẽ phun, nó cũng vẫn xa nhưng mà nó không có cái hạt nước nó không có to ha các bạn. Các bạn nhìn thấy này, đây là vùng của phun hai bên này, còn bên này là vùng của một bên này, là hạt nước nó sẽ to hơn. Đây chỉ là bét 32 lít thôi ha các bạn. Lát nữa thì khi mà nó ướt đều rồi thì mình sẽ lấy cái thước mình đo và thử là cái bán kính tưới của nó là bao xa ha. Tất nhiên là nó vẫn ướt đều từ trong ra ngoài, nhưng mà cái phương pháp ướt của nó là hai bên nó khác một bên ở chỗ là cái hạt nước nó to hơn cái nhỏ hơn thôi. Tại vì các bạn biết rằng là khi mà cái một tia đó thì cái lượng nước nó sẽ tập trung về một bên hết, và nó sẽ làm cho cái tia nước đó nó to hơn. Thì căn bản là các bạn nhìn đây, như thế so sánh tí xíu là nhìn theo cái hướng này này, thì cái trục của cái bét hai hướng á, với một hướng á, là cái một hướng nó sẽ rộng hơn tí xíu, rộng hơn khoảng tầm 3 tấc 4 tấc ha. Như vậy là sau một thời gian tưới thì mình ngưng và bắt đầu là đương nhiên là nước là đều hết rồi ha. Và mình tiến hành là đo cái chiều dài bán kính của cái bét B32 này ha. Ở tại mực áp 1.2 là bán kính nó là 2m28, 2m9 ha. Đấy là nó khoảng tầm 2m8 đến 2m9 đối với trường hợp là phun một tia ha. Còn với trường hợp là phun hai tia thì bây giờ mình sẽ đo thử cho nó xem là bao nhiêu. Đây là nó đương nhiên là cái xanh này nó ướt không đều nhé các bạn, do cái độ khô của nó khoảng tầm 2m2 nhưng mà là nó chênh lệch cũng khá là lớn, 2m8, 2m9 với 2m2. Như vậy là chúng ta đã có thông số của cái bét dòng P32 là loại rotor hai bên. Thì bên mình sẽ không sản xuất loại rotor hai bên này nữa, mình sẽ ngừng không sản xuất rotor hai bên này nữa và chỉ sản xuất rotor một bên thôi. Sau một thời gian áp dụng thì rotor hai bên là nó xương quá cho nên bên mình không sử dụng nó nữa. Thì các bạn có nhu cầu, những ai mà đã sử dụng cái rotor hai bên này á, có nhu cầu đổi qua rotor một bên thì bên mình cũng sẽ chuyển đổi cho các bạn ha. Mình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần việc gửi cái rotor hai bên về cho mình thì bên mình sẽ gửi cái rotor mới cho các bạn ha. Thì cái này là một trong những cái hỗ trợ cho khách hàng ha. Thì mình kết thúc cái video review bét P32 ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.